Đàm Mỹ, thời thượng tiên sinh. Tác giả: Ngữ Tiếu Lan Sang. Editor: Nấm. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 9. Sau khi cúp điện thoại của anh hai, tôi nặc hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh gọi điện thoại cho ngài giám đốc. Làm gì có chứ, thực ra thì hắn ta lấy ra một quyển vở, nhất định là phải chuẩn bị sẵn bản nháp. Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, nhất định không thể nào mà nói dối nữa, đành phải nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng nếu như mà nói thẳng, thực ra người em muốn gặp là anh, nhưng anh hai lại gọi cho Khâu Tử Ngạn. Hay da, nghe chẳng có một chút logic nào cả. Vì vậy nhất định là phải chỉnh sửa cho thật kỹ rồi mới gọi điện thoại. Mà đào bất ngộ khảm sai công, nhất định là phải làm theo lời của người xưa nói. Câu trên có nghĩa là muốn trẻ củi thì đừng có ngại mài dao trước, ý nói là chuẩn bị kỹ sẽ tốt hơn. 5 phút sau, tôi đã viết xong một dàn ý hoàn chỉnh. Không chỉ là nhào nặn mình biến thành một người vô tội bị anh hai bảo thủ tàn nhẫn đàn áp, mà còn liệt kê đủ các loại phương pháp giải quyết vấn đề có thể nảy sinh ra bất ngờ. Đúng là chuyên nghiệp hết câu nói mà. Có thể tóm tắt tiêu đề đại khái như sau: Cậu thanh niên xinh đẹp nằm ở trên giường bệnh ôm nỗi tương tư. Anh giám đốc đẹp trai ơi, anh có nghe thấy tiếng lòng của cậu ta không? Hề da, đúng là quá cảm động mà. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tô nặc nắm tay hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng đã đủ dũng cảm gọi điện thoại. Hồ Dương Long nhanh chóng bắt máy, nghe giọng nói quen thuộc của hắn ta, tô nặc hơi run tay. Thực ra thì dựa theo bản nháp ở trong vở, lúc này hắn ta nên nghẹn ngào nói vài câu xin tha thứ như: em thực sự là không có cố tình muốn lừa anh, này này nọ. Nhưng do quá hồi hộp nên hắn ta đã quên mất phải nói gì. Ngay tại cái thời khắc máu chốt mà đứt gánh giữa đường, đúng là quá ngu. Nè, anh có thể đến bệnh viện không chứ? Âu Dương Long mở miệng trước. Dĩ nhiên rồi. Tô Nặc liều mạng gật đầu, gật xong mới kịp phản ứng lại là hắn ta không có nhìn thấy, vì thế cho nên vội vàng nói: được, em chờ anh. Thôi được rồi, gặp mặt rồi nói tiếp, nửa tiếng sau sẽ tới đó. Âu Dương Long vừa định sẽ cúp điện thoại, Tô Nặc đột nhiên hét lên: nhớ mang thầy bánh táo đó. Đó là đạo cụ nhất định không thể nào quên. Bánh táo sao chứ? Âu Dương Long nhíu mày. Không có phải là muốn ăn đâu. Nhưng mà nói tóm lại, anh cứ mua đại một cái là được rồi, nhất định là phải mua đó. Tô Nặc liên tục nhấn mạnh. Âu Dương Long thở dài. Thôi biết rồi, chờ anh nha. Ừ. Tô Nặc ngoan ngoãn cúp điện thoại, sau đó gọi lại cho Hàn Uy. Lập tức từ mèo nhà đã biến thành mèo hoang, hùng hổ mà nói: nè, anh ta đã đồng ý rồi đó, nửa tiếng sau sẽ đem đánh Varia tới gì đó cho em. Tên chơi bậy này nó quá là dài, không có nhớ được đúng là bị ai mà. Em đó. Hàn Uy cảm thấy đau đầu. Có cần là đây sang nói cảm ơn với người ta không chứ? Ê gia, xin đừng mà. Anh mà tới thì hôn lễ kiểu nào đây chứ? Tô Nặc quyết đoán ngăn cản. Không cần đâu. Vậy thôi. Nè, nhớ là phải nói cảm ơn Âu Dương tiên sinh đó. Hàn Uy dạy hắn ta. Dạ em biết rồi. Tô Nặc nghiêm túc mà nghĩ. Không chỉ nói là cảm ơn, nhất định là phải dùng cái nụ hôn say đắm để xin lỗi mới đủ đô. Đi xin lỗi người ta, nhất định là phải trông thực hoàn hảo. Vì thế sau khi mà nói chuyện điện thoại xong, Tô Nặc bắt đầu điên cuồng trang điểm, xoẹt xoẹt trông ổn rồi. Ngoài ra lại còn thuận tiện cởi quần áo bệnh nhân, quan sát quần lót nhỏ màu trắng của mình. Hình dáng của Nặc nhỏ nhỏ gợi cảm qua đi mất, phải tuyệt vời giống như là thế mới được chứ. Dưới cái sự cho phép của Hàn Uy, Hồ Dương Long dễ dàng được vào trong phòng bệnh. Lúc mà hắn ta đẩy cửa ra, Tô Nặc đang rầu rĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giống như một đóa hoa sen trắng xinh đẹp đang chờ hắn ta giày xéo. Tạo hình này là do Tô Nặc cố ý bày ra, bởi vì hắn ta cảm thấy mặt của mình nhìn nghiêng theo góc độ này trông được nhất. Nặc nặc à,
Hồ Dương Long ngồi xuống bên giường. Tô Nặc đang bận làm dáng, đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu dùng cái mắt vô cùng thuần khiết mà nhìn hắn ta. Quả thực là chẳng có khác gì ảnh đế trọng sinh cả. Tuy rằng trong lòng có một chút tức giận, nhưng mà nhìn hắn ta nằm ở trên giường bệnh, ngài giám đốc vẫn không có biết phải nên nói gì cả. Trên thực tế, hắn ta cũng là không có cơ hội để mà nói gì. Bởi vì một giây sau, Tô Nặc đã nhào đầu về phía trước, ngăn chặn miệng của hắn ta, nhiệt tình đến mức là không có đành lòng nhìn thẳng. Hôn lưỡi đúng là thoải mái quá chừng mà. Tô Nặc cảm thán ở trong lòng, sau đó ôm lấy cổ cô Dương Long, vươn đầu lưỡi quét nhẹ lên trên môi của hắn ta, giống như vừa quyến rũ vừa khiêu khích. Tuy rằng là khá ngu ngốc, nhưng mà rất có hiệu quả. Quả nhiên, hai mắt của Âu Dương Long tối sầm lại, ôm chặt lấy Tô Nặc hôn thực sâu. Tô Nặc bị hôn đến bụng rụng tay chân, thắt lưng tựa như muốn nhũn ra, thậm chí không thể nào mà thở nổi. Vì thế, theo bản năng, đưa tay ẩu đẩy Âu Dương Long ra. Nhưng mà hiển nhiên không có tác dụng gì cả. Động tác kiểu muốn lắm, lại còn làm bộ ngược lại, lại còn chọc cho hắn ta hung tàn hơn. Lẽ ra, nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng như thế này phải thực nồng nàn mới đúng chứ. Nhưng rồi không biết tại sao, ý thức của Tô Nặc lại bay sạch, cảm thấy mình giống như bị trăng châu phi nuốt chửng. Ngoài ra, còn cảm giác được một dòng điện chạy dọc xuống sống lưng, thực sự quá là đáng sợ. Sao thế chứ? Thấy Tô Nặc trung lên một cái, Hồ Dương Long rốt cuộc buông người ra. Tô Nặc vẫn là còn ở trong trạng thái mơ màng, nhìn người đối diện không chớp mắt. Âu Dương Long lại sắp đến, hôn nhẹ lên trên cánh môi sưng đỏ kia, đúng là quá dịu dàng mà. Tô Nặc chui vào trong lòng ngực của hắn ta, giống như một chú mèo vừa mới tỉnh giấc. Chân cô đau không? Âu Dương Long hỏi. Không đau nữa. Tô Nặc chôn mặt ở trước ngực của hắn ta, mũi lên men. Em rất nhớ anh đó. Âu Dương Long không nói gì, ôm hắn ta càng chặt hơn. Đồng hồ trên tường kêu tí tách. Một lúc lâu sau, Tô Nặc mới lắp ba lắp bắp mở miệng. Nè, cái chuyện cô tưởng ngạn đó, anh với cô giận hay sao chứ? Âu Dương Long cười khổ, đưa tay xoa xoa mặt của Tô Nặc. Nhìn ánh mắt cực kỳ dịu dàng của hắn ta, Tô Nặc cảm thấy mình đúng là cầm thú. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Âu Dương Long hỏi. Dàn ý viết ở trong vở hoàn toàn không có dùng được. Tô Nặc đành phải thành thật kể lại cái chuyện đã xảy ra. Vì che giấu thân phận người yêu, cho nên mới nói tên Khâu Tử Ngạn trước. Ai ngờ lại thật sự gặp được Khâu Tử Ngạn. Đúng là vừa khó tin vừa ngu xuẩn. Đương nhiên mấy cái chi tiết trâu ria như là nè, có thể em sẽ đóng phim tâm lý tình cảm chung với Khâu Tử Ngạn đó. Tài xế của hắn ta được Tiêu Ngữ, bị anh hai của em bắt cóc rồi. Anh hai của em là xã hội đen đó. Những chi tiết này nhất định là phải bỏ qua. Đàn ông chân chính nhất định là phải biết lấy cái nào và bỏ cái nào. Cái lý do dở hơi này biết nói như thế nào đấy chứ. Sau khi mà nghe xong, Âu Dương Long cảm thấy dở khóc dở cười. Nếu mấy cái lời này xuất phát từ trong miệng của người khác, có lẽ là hắn ta sẽ nghĩ đối phương bị thiểu năng. Nhưng nếu đổi lại là tiểu ngu xuẩn này, thật đúng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Anh đừng giận mà, sau này em sẽ không nói dối nữa đâu. Tô Nặc nhỏ giọng xin lỗi. Âu Dương Long hôn lên trên trán của hắn ta. Ừ, nghe lời là được rồi, anh không giận em. Nguy hiểm được giải trừ, Tô Nặc sắp đến hôn lấy cầm của hắn ta, cố ý lấy lòng. Thật sự rất là phúc hắc. Chừng nào mới có thể xuất viện chứ? Âu Dương Long hỏi. Tuần sau đó. Tô Nặc trả lời, trong lòng cảm thấy có một chút lo lắng. Bởi vì anh hai nói là muốn mình về nhà ở. Tuy rằng ở trong nhà có canh ngon do chị dâu nấu, điểm này rất là hấp dẫn. Nhưng mà nếu về nhà thì cả hai lại phải tiếp tục ở riêng. Chồng của mình vừa dịu dàng, vừa chu đáo, vừa đẹp trai, lại vừa có sự nghiệp như thế, nhất định có rất nhiều người thèm khát. Lỡ như mà bị hồ ly tinh cướp mất thì mình phải làm sao đây chứ?
Cô đừng lẻ bóng mong ngóng hàng đêm, mới có tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy thảm rồi. Nghĩ đến đây, Tô Nặc dứt khoát nói: Nè, sau khi xuất viện em muốn qua nhà của anh ở đó. Ở nhà anh sao chứ? Hồ Dương Long kinh ngạc. Chính xác rồi. Tô Nặc hạ quyết tâm, nhất định là phải thuyết phục anh hai cho mình tiếp tục ở riêng, như vậy mới có thể lén lút mà chạy đi hẹn hò. Nếu như anh hai không đồng ý thì có thể dùng nước mắt và mồm ác lẽ phải. Nhiều cách như vậy chắc chắn là phải có một cách hữu dụng được chứ. Hay nha, nếu mà vẫn không được thì có thể dùng chiều một khóc hai nháo ba thắt cổ, bắt chước với Tô Nhù Nhù đứng ở trên ghế khóc lóc thảm thiết dưới ánh bình minh chiếu rọi, bất khuất mà nói: Nếu vị thiếu hiệp kia dùng ép buộc ta, ta sẽ chết ngay tại đây. Đúng là vừa thê lương lại vừa tuyệt vời. Anh hai nhất định sẽ rất mềm lòng. Em chắc không chứ? Ngài giám đốc có cảm giác không có chân thật, giống như đang đi ở trên đường cái đột nhiên bị 5 triệu đập trúng mặt. Chắc chắn chứ, sao không chứ? Đàn ông con trai gì mà lằng nhằng quá đi, hỏi tới hỏi lui thì lại bực mình mà. Tôi đặt bất mãn, đưa tay ôm chầm lấy hắn ta, hùng hăng ngăn chặn đi cái miệng của hắn ta. Thực sự rất là có khí khái của đàn ông, vô cùng mạnh mẽ cứng rắn. Âu Dương Long buồn cười, tùy ý để cho Tô Nặc bám vào người của mình giống như mèo con, hết cắn rồi lại liếm, lưu lại một vòng dấu răng ở ngoài miệng của mình. Tô Nặc cảm thán: Hay dạ, ngon quá đi mất. Tôi này, anh ở lại với em nhé. Âu Dương Long hỏi: Quá tuyệt rồi. Nhưng mà nếu như bệnh hai mắt gặp thì phải làm sao chứ? Tô Nặc có một chút do dự. Thực ra thì mình chẳng có sợ gì cả, nhưng đó là vì anh hai rất thương mình, còn trước mặt của người khác thì lại rất là khủng bố, rất đậm chất côn đồ. Không sao đâu, anh chỉ nói vậy thôi. Thấy Tô Nặc hơi khó xử, Âu Dương Long không có miệng cưỡng được. Lát nữa sẽ đi. Ừ. Tô Nặc vô cùng cảm động, cảm động đến tận cái đây để mà thăm mình chu đáo như vậy. Ông xã như thế này thì còn phải đòi hỏi gì hơn chứ. Thời gian tình nhân ngọt ngào luôn rất là ngắn ngủi. Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, Tô Nặc rầu rĩ nắm lấy tay của hắn ta: Lái xe cẩn thận đó, về tới nhà nhớ nhắn tin cho em. Ngoan. Âu Dương Long hôn lên trên mặt của hắn ta: Bảo bối à, cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tô Nặc gật gật đầu, lưu luyến nhìn hắn ta ra khỏi phòng bệnh, sau đó tiếc nuối thở dài. Quần lót nhỏ gợi cảm hoàn toàn bị ngó lơ, nặc nho nhỏ thực lịch trống vắng. Nặc nặc à, nửa tiếng sau Hàng Uy để cửa bước vào. Anh ta đây chưa vậy chứ? Tô Nặc buồn bực hỏi. Xử lý xong công việc cho nên thuận đường tới đây thăm em thôi. Hàng Uy ngồi xuống bên giường. Sao còn chưa chịu ngủ chứ? Dạ, vừa nãy đọc sách một chút. Tô Nặc dối trá nói: Thật ra thì vừa rồi hắn ta đang điên cuồng ảo tưởng về cuộc sống ngọt ngào sau khi xuất viện. Cảnh nhỏ cứng cáp rồi, đúng là em trai lớn lên tựa như bát nước đổ đi. Câu này người ta thường nói, con gái lấy chồng giống như bát nước đổ đi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hàng Uy chỉnh gối đầu lại cho em trai của mình, liếc mắt nhìn cái hộp điểm tâm ở bên giường. Đây là cái bánh táo ravia gì đó. Tô Nặc lập tức hét lên: Không cho anh ăn đâu. Anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi, em gấp cái gì chứ? Hàng Uy giở khóc giở cười: Sao mà lại keo kiệt như vậy chứ? Bởi vì ngay cả em cũng lại không biết bên trong nó đang chứa cái gì nữa, rất dễ bị lộ tẩy. Tô Nặc rít gạo trong lòng: Anh không ăn đâu, để dành sáng mai làm điểm tâm cho em. Hàng Uy bóp mũi hắn ta: Ngủ đi, chúng mày thăm ăn. Tô Nặc thì lại ngoan ngoãn trả lời: Anh mau về nhà đi, đừng có để cho chị dâu phải chờ lâu đó. Hay dạ, như là hơn nữa anh mà cứ ngồi đây, sao em có thể gửi tin nhắn được chứ? Vừa rồi di động mới rung lên đó,
thì là sốt ruột quá đi mất. Sau khi đuổi anh hai đi rồi, Tô Đạt nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Kết quả phát hiện đó chính là tin nhắn của Chung Ly Phong Bạch. Hay da, thì là mất hứng gì đâu mà. Vậy là hơn nữa, nội dung tin nhắn lại còn là hỏi số điện thoại của Âu Dương Long. Thế này là thế nào chứ? Trong lòng của Tô Nặc báo động mạnh liệt. Chẳng lẽ cái tên thần kinh kia mơ ước đến ông xã của mình sao? Đúng là quá đáng sợ mà. Vì thế Tô Nặc nhanh chóng gọi điện thoại qua, vô cùng nghiêm túc mà nói: Nè, sao đột nhiên anh lại muốn số điện thoại của anh ấy chứ? Rất có phong cách của vợ cả. Tôi có việc gấp. Chung Ly Phong Bạch vô cùng nôn nóng. Lúc trước tôi và giám đốc Âu Dương đã trao đổi danh thiếp rồi, nhưng mà nhất thời tìm không ra. Cậu đó, mau nói cho tôi biết đi. Đã, tránh xa tôi ra đi. Nè, anh đang đâu chứ? Tôi nặng như mày. Sao mà mỹ như thế? Tôi đang ở nhà. Trời ơi, nè, anh đừng có sợ lung tung mà. Buồn người lắm, có tôi xuống đi. Chung Ly Phong Bạch hét ầm lên. Tôi nặng hết một hơi. Anh đúng là đồ biến thái mà. Đã không mặc quần lót rồi, vậy mà còn gọi điện thoại cho tôi nữa chứ. Thật quá kinh hoàng đi. Nói tóm lại, cậu đó, hãy mau cho tôi số điện thoại của ông. Đồ khốn, tôi phải liều mạng với anh đó. Chung Ly Phong Bạch không có thể nào mà nhịn được nữa, bẹp một tiếng cúp điện thoại. Tô Nặc cầm di động sửng sốt 3 giây, sau đó thử thăm dò gọi lại một lần nữa. Hay nha, tuy rằng cái tên kia không chỉ là bị điên nặng, mà lại còn có xu hướng thèm khát chồng của mình, nhưng mà cũng không có thể nào thấy chết không cứu, vẫn là phải nên an ủi tượng trưng một chút. Bây giờ thì ổn rồi. Chung Ly Phong Bạch thở hổn hển. Tôi đã dùng cà vạt trói hắn ta lại rồi. Nè, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tô Nặc rất là tò mò, nghe có vẻ giống như chuyện trẻ em không nên xem. Thôi được rồi, khi khác tôi sẽ nói cho cậu nghe. Chung Ly Phong Bạch không có còn chút sức lực nào nữa. Ngủ ngon nha. Vậy là cúp máy à? Nghe tiếng tút tút truyền tới, Tô Nặc cảm thấy vô cùng bực mình. Sư, vừa cúp quần lót, vừa dùng cà vạt đó nhau, chơi cái giờ khai thế chứ. Tôi đây vẫn là còn đang dừng ở cái giai đoạn hôn lưỡi thôi. Thì ra gọi điện thoại là muốn khoe khoe sao? Tô Nặc tức giận nhéo lấy ra giường. Sư, sau này nhất định là phải tìm cơ hội khoe lại mới được. Vốn định sẽ gọi điện thoại cho giám đốc, nhưng mà ai ngờ nhận được một tin nhắn. Bảo bối à, anh về nhà tắm rửa. Em đó, cũng phải nghỉ ngơi cho sớm đi. Ngủ ngon. Tô Nặc thở dài. Hay dạ, tôi hoàn toàn là không có muốn chút ngủ ngon đâu. Còn có rất nhiều lời trái tim muốn nói đó mà. Bất qua nghĩ đến cái công việc bận rộn của hắn ta, cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Tô Nặc vẫn là biết điều không dây dưa nữa, tức ngoan ngoãn đáp lại một câu ngủ ngon. Sau đó bắt đầu xem Loạn Thế Tình Truyền, cực kỳ không có khí chất. Ở chương trước, Âu Dương Kim Long bị cái hình xăm hoa sen trắng trên mông của Tô Nhu Nhu gợi lại trí nhớ của kiếp trước. Tình yêu mãnh liệt lập tức quay trở về. Hận không có thể nào mà ôm người yêu mỏng manh như thủy tinh ở trong lòng bàn tay cả ngày lẫn đêm. Nhưng trời xanh trêu ngươi, Tô Nhu Nhu mãi mãi vẫn là không có nhớ được tình yêu sâu đậm đối với Âu Dương Vương Gia si tình kia. Vì vậy vẫn cứ tiếp tục cự tuyệt hắn ta, thật sự rất là tàn nhẫn. Là người đàn ông khống chế mạch máu kinh tế của toàn bộ vũ trụ này, Âu Dương Kim Long hiển nhiên sẽ không có bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Vì thế hắn ta bắt đầu cái kế hoạch theo đuổi oanh oanh liệt liệt. Do Tô Nhu Nhu là siêu mẫu hàng đầu thế giới, nên có rất nhiều người muốn theo đuổi hắn ta, muốn chơi nổi nhiều hơn ứng cử viên bên cạnh. Cạnh tranh như vậy là một cái việc vô cùng khó khăn. Điều quan trọng nhất trong cái việc theo đuổi người đẹp là cái gì chứ? Tất nhiên là hợp ý của nàng ta rồi. Toàn bộ đàn ông ở trên thế giới đều biết cái đạo lý này. Tô Nhu Nhu thích ăn tiết liên hoa tinh khiết, vì thế nhóm người theo đuổi đều sẽ phái người tới núi Tuyết Sơn để hái cho hắn ta. Hồ Dương Kim Long cười lạnh một tiếng, ký chi phiếu mua luôn cái núi Tuyết Sơn kia. Tô Nhu Nhu thích vật lấp lánh và kim cương lộng lẫy. Nhóm người theo đuổi vắt óc suy nghĩ, tìm đủ các loại bảo thạch quý giá từ khắp nơi ở trên thế giới đến cho hắn ta. Hồ Dương Kim Long lại cười lạnh một tiếng, mua luôn hai cái nguồn tài nguyên khoáng sản của Nam Phi và Nga,
tay nhìn một tòa cung điện bằng kim cương. Tô Nhu Nhu thích vừa khóc vừa ngắm sao băng. Nhóm người theo đuổi kia chen nhau viết đủ các loại thơ ca miêu tả về hình ảnh u buồn này. Hồ Dương Kim Long cười lạnh một tiếng, dùng cái số tiền khổng lồ mua mấy ngôi sao đặt tên Tô Nhu Nhu. Bởi vì ngài giám đốc thực sự quá là táo bạo, nửa năm sau Tô Nhu Nhu rốt cuộc đã đồng ý đi ăn tối cùng với hắn ta. Đây đúng là một cái việc vô cùng đáng ăn mừng. Dựa theo với lẽ thường, chuyện cổ tích đến đây là kết thúc. Tô Nhu Nhu chỉ cần không có cẩn thận ngã sắp xuống đập đầu một chút thôi là có thể tìm lại trí nhớ của kiếp trước, sau đó cùng với hoàng tử giám đốc happy ending. Đúng là tình tiết mà quần chúng nhân dân thích nghe nhất. Nhưng mà đáng tiếc, do tác giả thực sự rất là khó đỡ. Vì thế trong bữa ăn tối, Tô Nhu Nhu đúng là có ngã một chút, cũng có đập trúng đầu. Nhưng mà hắn ta chỉ nhớ lại một phần trí nhớ. Mình bị gạt vào trong kỹ viện, bị người ta hạ nhục và bị Âu Dương Kim Long kiểm tra tấm thân xử nữ ở trước mặt của biết bao nhiêu người. Vì thế hắn ta vừa khóc vừa nổi giận, cầm dao bích tết mà nhào tới liều mạng với Âu Dương Kim Long. Đương nhiên, mỹ nhân mạnh khảnh nhu nhược làm sao mà có thể địch lại được giám đốc cao to lực lượng chứ. Âu Dương Kim Long còn chưa có kịp hiểu gì, đã thấy Tô Nhu Nhu đột nhiên giơ dao mà nhào tới muốn giết chết mình. Hắn ta lập tức nổi giận, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt trắng nõn non mịn của Tô Nhu Nhu, hét ầm lên: "Tôi thật lòng dám như vậy, em lại muốn giết tôi hay sao chứ hả?" Sau đó hắn ta tháo bỏ bộ mặt sân sĩ, bại lộ ra bản chất gian tà, đặt Tô Nhu Nhu lên trên bàn cơm mà lột sạch. "Không!" Tô Nhu Nhu đau khổ hét lên, nhưng mà xung quanh không có ai đó tới quán ta cả. "Mấy người, cậu đứng ngay ra đó làm gì chứ hả? Cứu tôi!" Tô Nhu Nhu tức giận nhìn về cái phía của 100 tên vệ sĩ bên cạnh. Ai ngờ vệ sĩ chẳng những là không xông lên, ngược lại còn rơi lệ mà nói: "Nè, ngài giám đốc thật lòng thật dạ với cậu đó, cậu nên ngoan ngoãn dang hai chân ra đi, mau đi mà." "Các người..." Tô Nhu Nhu còn chưa có hết câu, một ngón tay đã đâm vào trong cơ thể. Tiểu mỹ nhân mỏng manh tựa như thủy tinh chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như vậy. Vì thế Tô Nhu Nhu kêu thảm một tiếng, trong mắt lập tức dâng đầy nước mắt, vô cùng tủi thân mà nói: "Đừng mà, đau quá." Tô Nặc tặc lưỡi, rõ ràng chính là đang quyến rũ người ta mà. Quả nhiên sau khi nghe cái tiếng trên trĩ này, Âu Dương Kim Long lại càng thêm thú tính. Hắn ta rút ngón tay ra, dùng cái con long dự tận dưới quần bíp bíp tiến vào. "Lớn quá." Tô Nhu Nhu cắn ngón tay, ánh mắt mơ màng nhìn hắn ta. Âu Dương Kim Long kêu ngạo mà cười lớn: "Dĩ nhiên là lớn rồi." Sau đó cầm lấy eo nhỏ của hắn ta điên cuồng mà va chạm. Trong nhà hàng nhanh chóng truyền đến nhiều cái tiếng bành bạch không ngừng. Tô Nhu Nhu trên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ của Âu Dương Kim Long, muốn làm cho cái cuộc ân ái này dài thêm một chút. Tô này thật sự rất là muốn học máu. Cho dù tiểu thuyết cổ huyết không có chú trọng nội dung, cũng không có thể nào mà thiếu logic nghiêm trọng đến như vậy được chứ. Một giây trước thôi vẫn là còn cầm lấy dao bích tết muốn đâm chết người ta, một giây sau lại thở gấp lắc mông mà nói: "Tôi muốn nữa." Chuyện này đúng là không hợp lý, nhất là hai cái nhân vật chính này lại còn mang tên của mình và giám đốc của mình nữa chứ, thực không thể nào mà tha thứ được. Vì thế Tô Nặc đăng nhập nick để lại bình luận: "Chuyện này không khoa học." Kết quả tác giả lập tức ý thức được sai lầm của mình, ngoài ra lại còn nghiêm túc xin lỗi, bảo rằng sau này sẽ chú ý không có làm loạn tính cách nhân vật nữa. Làm gì có chuyện đó chứ. Thực ra thì bình luận của hắn ta đã lập tức bị bình luận câu hắc của các độc giả còn lại nhấn chìm. Đúng là quá thê thảm mà. Cũng thê thảm không kém là Trung Ly Phong Bạch, bởi vì đêm nay chắc chắn là hắn ta khó mà ngủ được. Một Thu bị cà vạt trói thành cái bánh chưng, đang nằm ở trên thảm ngủ khò khò. Đạo diễn Chung đứng ở trước mặt của hắn ta, tâm tình phức tạp không thể nào mà tả. Chuyện đã xảy ra rất là cầu quyết. 2 tiếng trước, Chung Ly Phong Bạch đang ở nhà đọc sách,
đột nhiên nhận được điện thoại của một người xa lạ. À, xin lỗi, có phải là Trung tiên sinh không ạ? Là tôi đây, xin hỏi anh là ai chứ? Trung Ly Phong bạch hỏi. Dạ, chỗ này của tôi là quán bar Dạ Sắc, xin hỏi anh có người bạn nào tên là Mộc Thu không ạ? Giọng nói của đối phương rất là ngọt. Sau khi mà đạo diễn Trung nghe xong thì biết ngay là có chuyện không hay rồi. À, có gì không? Dạ, Mộc Thu tiên sinh đã uống rượu say, chỉ là chịu nói ra cái số điện thoại của anh thôi. Giọng nói của đối phương có một chút bất đắc dĩ. Không biết là anh đây có thể đến đón vị này về hay là không chứ? Trung Liên Phong Bạch rất là muốn trích gào. Tôi không muốn. Mấy người cứ lập tức dứt ta ra ngoài đường là được rồi. Nhưng đây cũng chỉ là cái suy nghĩ mà thôi. Cái loại chuyện này, một là rất thiếu đạo đức, hai là kẻ say xịn đều thích nói nhăng nói cuội. Lỡ như mà nói bậy bạ gì đó bị phóng viên nghe được thì mình cũng khó sống. Vì thế, sau khi mà nghĩ tới nghĩ lui, đạo diễn Trung đành phải cải trang một phen, sau đó lái xe tới để đón hắn ta về nhà. Trời ơi, đó, sao nặng quá vậy chứ? Sau khi đã cố hết sức mang người vào trong phòng, Trung Ly Phong Bạch thở hổn hển. Mộc Thu ngồi phịch xuống sofa, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Thôi được rồi, tôi dẫn vào phòng khách. Trung Ly Phong Bạch kéo hắn ta dậy. Mộc Thu tựa hết nửa người lên trên người Trung Ly Phong Bạch, choạng choạng đi vào trong phòng khách. Lúc mà đi ngang qua phòng chính, hai mắt của Mộc Thu đột nhiên sáng lên. Hắn ta xô cửa vọt vào bên trong. Trung Ly Phong Bạch trợn mắt há mồm. Thế này là thế nào chứ? Lúc mà Trung Ly Phong Bạch đi vào, Mộc Thu đã sốc chăn lên, hơn nữa còn tìm được một cái quần lót ở trên giường. Buông xuống ngay đi. Trung Ly Phong Bạch đỏ mặt trống giận. Không. Mộc Thu cuộn cái quần lót lại, nhét vào trong túi quần của mình, tựa như là giấu bảo vật. Trung Ly Phong Bạch khóc không ra nước mắt, định sẽ kêu Âu Dương Long đến để đưa hắn ta đi. Ai ngờ Tô Nặc kia lại không chịu phối hợp. Đến suốt cả nửa ngày cũng không có chịu nói ra cái số điện thoại. Đã vậy, hắn lại còn bị Mộc Thu sắp đến sờ mông của mình. Vì thế thẹn quá thành giận, lực bạc sơn hà. Trung Ly Phong Bạch vứt di động rồi ném mây Mộc Thu. Quả thực thì chẳng có khác gì là sợ bá phương nhập thể, cực kỳ dũng mãnh. Xin chú thích: lực bạc sơn hà, nguyên gốc là lực bạc sơn hề, khí cái thế. Câu đầu ở trong Cai Hạ Ca của Sở Bá Vương Hạng Vũ có nghĩa là lực đánh bay sông núi, khí thế ngợp trời. Con thỏ nóng này cũng cắn người là cái gì chứ? Chính là như thế này đây. Một thứ yếu ớt nằm ở trên thảm, mặc cho Trung Ly Phong Bạch dùng cà vạt trói chân của mình, bộ dạng vô cùng thê thảm. Trung Ly Phong Bạch mệt đến mức tay chân nhũn ra, không có còn sức để nâng hắn ta lên trên giường. Vì thế tùy tiện đắp cái chăn cho hắn ta rồi định sẽ đi nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi phòng mới chợt nhớ là quần lót của mình vẫn còn nằm ở trong túi quần của hắn ta. Vì thế đành phải ai oán mà lăn trở lại. Lúc lấy quần lót, một quyển sách bỏ túi có tiêu đề Lịch sử phát triển của thế giới điện ảnh rớt ra từ trong túi quần của Mộc Thu. Tâm tình của Trung Ly Phong Bạch có một chút phức tạp. Mộc Thu là một người làm ăn, không hề có hứng thú, cũng là chẳng biết gì về nghệ thuật. Nguyên nhân tại sao hắn lại xem cái loại sách này không cần phải nói cũng biết. Cần gì phải làm như thế chứ? Đạo diễn Trung thở dài, cất quyển sách vào trong túi quần của hắn ta. Vừa đứng lên muốn trời đi thì đã bị Mộc Thu kéo tay. Cảnh tượng này quá là cẩu huyết. Trung Ly Phong Bạch lập tức cảnh giác. Nếu như hắn ta dám nhân cơ hội này mà giở trò, mình nhất định sẽ liều mạng với hắn ta. Ai ngờ chỉ nghe Mộc Thu nghiêm túc nói: có nghe không? Nghe cái gì chứ? Đạo diễn Trung không hiểu gì hết. Mộc Thu hưng phấn nói: tiếng chuông ở trong quảng trường Ragu. Trung Ly Phong Bạch bất lực nâng chén của mình. Thôi, anh ngủ tiếp đi. Em đừng đi mà. Mộc Thu giữ chặt lấy Trung Ly Phong Bạch, y hệt như diễn viên nam chính ở trong phim tình cảm, thâm tình hết chỗ nói. Trung Ly Phong Bạch cảm thấy đau đầu. Trễ lắm rồi đó. Anh thực sự rất là thích em mà.
Tuy rằng xin quá cần cầu, nhưng mà Mộc Thu vẫn không có quên lời thoại. Chúng ta cùng hợp nhau. Chung Liên Phong Bạch vỗ vào mặt của hắn ta. Anh uống nhiều quá đó, mau đi ngủ đi. Anh biết anh chỉ là không xứng đến với em. Mộc Thu rì rầm. Anh không có đọc nhiều sách. Chung Liên Phong Bạch sửng sốt. Mộc Thu nhíu mày, tay vẫn là nắm chặt lấy hắn ta, thực sự rất là kiên quyết. Rốt cuộc anh tính tôi đêm nào chứ? Đi không được, Chung Liên Phong Bạch đành phải ngồi bên cạnh của hắn ta thở dài. Anh yêu em. Mộc Thu nói chắc tựa như đinh đóng cột, sau đó nhếch miệng cười tươi rói. Anh muốn ngủ với em. Chung Liên Phong Bạch ai oán, thật sự rất là muốn cho hắn ta một cái bạt tai. Nhưng chưa có đợi Chung Liên Phong Bạch hành động, Mộc Thu đã tự mình bò dậy. Anh muốn làm gì chứ? Trong lòng của Chung Liên Phong Bạch lập tức trung chuông báo động. Cứng rồi. Hai mắt của Mộc Thu mơ mơ màng màng, ngoài ra có một chút tủi thân. Chung Liên Phong Bạch hít một hơi thật là sâu. Uống rượu say mà cũng còn cười được không chứ? Đúng là cầm thú mà. Vì thế hắn ta tức giận nói. Con muốn tôi đây tạt xô nước đá vào chỗ đó không chứ? Hả? Mộc Thu nhào lên ở trên giường, ôm lấy gối vui vẻ nói. Cái này mềm nè. Đạo diễn Chung dở khóc dở cười tiến lên đắp chăn cho hắn ta. Tổng giám đốc Mộc ngủ đến bất tỉnh nhân sự, vô tình bỏ qua cái sự dịu dàng hiếm có của Chung Liên Phong Bạch, đúng là quá đáng tiếc mà. Là một chàng trai nghệ thuật nhạy cảm, sau khi trải qua cái chuyện khổ sở này, đạo diễn Chung hiển nhiên không có còn buồn ngủ nữa. Vì vậy sau khi mà giải quyết xong Mộc Thu, Chung Liên Phong Bạch trở về phòng sách, mở máy tính, nhập tên Mộc Thu vào trong thanh tìm kiếm. Là trùm ngành ăn uống ở trong vùng, tin tức về hắn ta hiển nhiên không hề thiếu. Nhưng đây chính là cái lần đầu tiên Chung Liên Phong Bạch xem. Trong clip phỏng vấn cho đài truyền hình, Mộc Thu mặc áo phục màu đen thẳng tớm, mặt mũi sáng sủa. Tuy thỉnh thoảng nói năng có một chút kiêu ngạo, nhưng cũng không có làm cho người ta cảm thấy ghét. Ngược lại còn có một chút trẻ con. Người chủ trì hỏi. Không biết tổng giám đốc Mộc có yêu cầu gì với một nữ của mình không chứ? Dừng lại một chút. Mộc Thu suy tư. Không cần là phải quá xinh đẹp đâu, chỉ cần là không giận bày giận bà là tốt rồi. Ngày phỏng vấn là vào khoảng một năm trước, lúc đó Mộc Thu vẫn chưa có gặp được chàng trai nghệ thuật đạo diễn Chung. Dĩ nhiên thực không ngờ sau này mình sẽ yêu một người đàn ông vừa không dịu dàng, vừa thích nổi giận bậy bạ, vậy là hơn nữa còn rất là đẹp. Bởi mới nói ở đời ai mà đoán được ngày mai chứ. Đáng ghét nhất của nào thì trời sẽ sao trao của nấy. Trong clip phỏng vấn, Mộc Thu đang kể về cái con đường xây dựng sự nghiệp của mình. Thành tích học tập không tốt, điều kiện trong nhà lại kém. Sau khi thi rớt đại học thì đã bắt đầu tự mình kinh doanh. Từ trang phục cho đến sản phẩm điện tử, từ thủy sản đến nhà trọ, rồi cuối cùng đến nhà hàng. Đi một chặng đường dài đến tận bây giờ, chỉ biết bao nhiêu cực khổ, chỉ có một bản thân mình biết. Nếu không phải nghe chính miệng của hắn ta nói ra, Chung Liên Phong Bạch sẽ không có bao giờ tin. Người đàn ông tiêu tiền như nước ở trước mặt của mình vài năm trước chỉ vì tiết kiệm mấy chục đồng tiền vận chuyển, mà lại phải tự mình để từng kiện hàng ở trong tiết trời gió lạnh đến mức chạy cả máu tay. Xin hỏi tổng giám đốc Mộc đây có tiếc nuối cái việc gì hay là không chứ? Người chủ trì lại tiếp tục hỏi. Không có tiếc nuối gì cả. Được như bây giờ tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Mộc Thu cười sảng sảng. Chỉ tiếc là ngày xưa không đọc sách nhiều, không có văn hóa, cũng lại không biết tiếng Anh, không tiện để mà nói chuyện làm ăn. Chung Liên Phong Bạch bật cười. Người trong giới giải trí thường rất là chú ý trái phải rồi mới nói. Đây chính là cái lần đầu tiên hắn ta nghe cái câu trả lời thật đến như vậy. Vì thế tối ngày hôm nay,
Đạo diễn Chung ngồi trước máy tính, hưng phấn tìm tư liệu về Mục Thu coi suốt cả một đêm. Biển tai chẳng có khác gì mấy cái tên chuyên đi rình người ta. Còn trong phòng ngủ, Mục Thu vẫn cứ nằm ngủ say sưa, hoàn toàn không có ngờ mình đang bị người ta làm thịt. Thậm chí lại còn mơ một giấc mơ hắc vô cùng tuyệt vời. Chờ đến khi mà hắn ta tỉnh lại thì đã gần 12 giờ trưa. Đây là đâu chứ? Mục Thu ngồi trên giường, buồn bực nhìn xung quanh. Anh tỉnh rồi. Chung Liên Phong Bạch nghe tiếng động thì mặt tạp dề chạy vào, trên tay còn cầm lấy cái bát trứng gà, trông cực kỳ hiền lành. Mục Thu nhìn hắn ta 3 giây, sau đó đưa tay tự tát vào trong mặt của mình. Chung Liên Phong Bạch bất lực nhìn hắn ta, đúng là ngủ hết thuốc chữa mà. Nè, anh đang ở nhà hay sao chứ? Sau khi mà xác định đây không có phải là trong mơ, Mục Thu lập tức thay đổi thái độ. Nhà của tôi thì sao? Chung Liên Phong Bạch bực mình. Thái độ như vậy là sao đây chứ? Chẳng lẽ nhà của tôi không xứng với anh sao? Nè, sao anh ở đây chứ? Mục Thu nói ra cái lời thoại cầu huyết kinh điển. Chung Liên Phong Bạch lại càng thêm bực mình. Biểu tình nhân vật nữ thánh thiện bị chà đạp là thế nào đây chứ? Có phải định che ngực thét chói tai luôn không? Nếu mà không phải nể mặt giường của mình, hắn ta nhất định sẽ chọi đi cái bát trứng gà qua. Nè, không phải tối hôm qua anh uống say hay sao chứ? Mục Thu cảm thấy mơ mơ màng màng. Đâu chỉ có uống say đâu. Chung Liên Phong Bạch nghiến răng nghiến lợi. Anh không chỉ uống say mà lại còn nói bậy đó bà. Với lại hơn nữa, còn sợ mông của tôi đó. Thậm chí lại còn có ý đồ trộm quần lót của tôi. Đúng là biển thái đến mức không nói nên lời mà. Nè, rất cảm ơn em đã đón về nhà nha. Tuy rằng không có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà cũng có thể mơ hồ đoán được đại khái. Mục Thu cảm thấy rất là cảm động. Tôi chỉ là bị ép buộc thôi. Chung Liên Phong Bạch lạnh lùng tạt cho hắn ta một chậu nước lạnh, bưng bát trứng gà nghênh ngang bước vào trong nhà bếp. Mục Thu ngã nhào xuống giường, cảm thấy mình cần phải có ít nhất 5 phút để mà chấp nhận cái sự thật tuyệt vời này. Suốt đêm qua mình đã ngủ trên cái giường này hay sao chứ? Đúng là sướng rung người mà. Nếu không phải sau đó Chung Liên Phong Bạch cầm lấy cái nồi xông vào la hét, hắn ta định sẽ còn ngủ thêm một giấc nữa. Được ăn bữa sáng tình yêu cũng là không tệ. Tổng giám đốc Mục vừa đánh răng vừa tự an ủi mình. So với trùm nấu ăn, tô ăn hàng, bữa sáng của đạo diễn Chung cũng rất là đơn giản. Chỉ có sữa đậu nành và bánh trứng, cộng thêm một cái hộp sữa chua. Nhưng cho là vậy, Mục Thu vẫn là vô liêm sỉ mà khen cho tới tấp. Hắn vừa cầm đũa lên định sẽ gấp bánh trứng, ai ngờ chưa có kịp làm gì đã bị Chung Liên Phong Bạch tàn nhẫn đánh rớt đi. Mục Thu sửng sốt, chẳng lẽ lại còn có nghi thức trước khen hay sao chứ? Hay dạ, anh không có biết chắp tay trước ngực nói cảm ơn chú như thế nào đâu. Ăn sữa chua trước đi, dưỡng dạ dày sau khi uống rượu. Chung Liên Phong Bạch mở nắp hộp sữa chua cho hắn ta. Mục Thu giật mình, cái phong cách vợ hiền này là như thế nào chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua lúc mình say rượu đã xảy ra chuyện gì đó hay sao? Thay đổi thất thường như vậy đúng là làm cho người ta khó có thể nào mà chấp nhận được. Chẳng lẽ sau khi mà mình uống say đã bị từ chính mà nhập thể, nói ra một vài câu khiến cho mấy cảm động hay sao chứ? Nếu đúng là như vậy rồi thì thật là mà lãng mạn biết bao. Mục Thu cảm thấy rất là hài lòng. Lúc ăn cơm không được phép cười dâm đảng. Chung Liên Phong Bạch liếc hắn ta. Mục Thu kéo ghế rồi ngồi xuống ở trước mặt của Chung Liên Phong Bạch, vui vẻ bắt đầu ăn. Đạo diễn Chung hết biết nói cái gì rồi, cảm thấy tựa như có một cái con chó to đùng đang ngồi bên cạnh mình. Chuyện này không có khoa học. Sau khi ăn xong bữa sáng vừa quỷ dị lại vừa ấm áp, Mục Thu kiên trì đòi chở Chung Liên Phong Bạch đến studio cho bằng được. Nhân viên công tác nhìn thấy thì lại không có khỏi cảm thán ở trong lòng. Hay nha, bọn tôi không có hề hâm mộ vợ chồng ân ái mấy người đâu. Trễ như vậy rồi mới đến, chắc chắn là tối hôm qua rất kịch liệt rồi.
Vì thế phó đạo diễn lập tức tìm một cái kiện áo bông đến để lót ở trên ghế, để tránh ảnh hưởng đến ngọc thể của đạo diễn Chung. Mắt cộng, hắn ta ngồi đau mông khó chịu, sẽ dẫn cả chém thức, thật sự rất là chu đáo. Cùng với lúc đó, Tô Nặc đang dùng cái biểu tình vô cùng đáng yêu và nhìn anh hai của mình. Gì đây? Hàn Uy xoa đầu của hắn ta. Em muốn ăn cà rốt đó. Tô Nặc ngoan ngoãn nói. Hàn Uy nghe như vậy thì dở khóc dở cười. Nói đi, lại muốn sao nữa? Mỗi khi Tô Nặc nói em muốn ăn cà rốt, chính là đồng nghĩa với em có một yêu cầu cực kỳ vô lý. Hàn Uy rất là hiểu cái điều này. Lúc mà Tô Nặc 5 tuổi, bản chất ăn hàng vẫn chưa có hoàn toàn bại lộ ra. Chẳng những là không có biết ăn nhiều món ngon mà lại còn cực kỳ cái ăn, không ăn rau củ, đặc biệt rất là ghét cà rốt. Mỗi khi ăn cơm, không chỉ là cởi truồng chạy phơi mông mà lại còn khóc lóc om sòm, ném đi chén nhỏ lên trên trời. Tất cả mọi người đều lắc đầu bó tay. Sau khi ép buộc vài lần, Hàn Uy lúc đó mới có 15-16 tuổi, không thể nào mà nhìn được nữa. Vì vậy đã tìm người làm một cái băng ghế cao 1,5 mét. Lúc ăn cơm sẽ bắt em trai của mình lên trên ghế ngồi, không cho phép chạy lung tung. Tô Nặc dễ dụa 2-3 lần, cảm thấy có thể sẽ té ngã. Vì vậy đành phải lập tức thay đổi chiến lược, không có thèm chạy nữa, đổi thành là hét long trời đất. Hàn Uy vừa bực mình lại vừa buồn cười, đành phải tiến hành một cái cuộc đàm phán ngang hàng giữa hai anh em. Ăn thịt. Tiểu Tô Nặc nghiêm túc nói. Phải cả đoàn nữa chứ. Hàn Uy trừng mắt. Ăn chân gà, ăn cả ăn đường, không ăn đồ ăn. Tô Nặc bắt đầu đá ghế. Hàn Uy giơ tay lên, vẻ mặt tựa như hung thần ác sát. Nè, nếu còn quậy nữa, lành hay sẽ đánh đòn đó. Tiểu Tô Nặc oa lên một tiếng rồi khóc lên, sau đó dùng ánh mắt hơn hất lửa giận mà nhìn anh hai của mình, vừa nghẹn ngào khóc lại vừa đem trên đời chỉ có mẹ tốt đổi thành trên đời chỉ có hai xấu, giọng hát cực kỳ kinh khủng. Hàn Uy lau nước mũi cho nhóc con, vừa nhức đầu mà lại còn bị nhóc ta đá, đúng là sống không bằng chết mà. Sau cái cuộc đàm phán này, buổi tối Tô Nặc thường là ngoan ngoãn ăn một ít rau củ và cà rốt. Cái giá phải trả là cái miệng nhỏ kia nhét đầy kẹo qua mà anh hai đã mua tới 10 cây lần đó. Hay da, đối với mấy cái bạn nhỏ mà nói, đây chính là một gia tài lớn. Vì thế chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc ở trong lòng của Tô Nặc. Từ đó trở về sau, anh hai à, em muốn ăn cà rốt. Nói đi. Nói. Em làm bể bình hoa trong hư phòng rồi. Anh hai à, em muốn ăn cà rốt. Nói. Dạ, lúc em đi nè, đã không cẩn thận nên xịt xịt cho cả quần rồi. Anh hai à, em muốn ăn cà rốt. Nói. Em lỡ tay làm tóc của Dương Tiểu Hoa dính kẹo cao su trên bàn rồi. Anh hai à, em muốn cà rốt đó. Vui vẻ nhúng nhảy. Em sắp 18 tuổi rồi đó. Nghiến răng nghiến lợi. Em chỉ là muốn mua một cái máy tính mới. Khuôn mặt chàng ngập chờ mong. Hàn Uy nâng trán. Đưa tên loại cho anh đi. Tô Nặc vui vẻ đưa giấy ghi chú cho hắn ta. Mười mấy năm trời trôi qua, Hàn Uy đã rạc đến trình độ nghe thấy cà rốt là đau đầu. Nè, nhưng mà yêu cầu lần này của em dễ làm lắm đó. Tô Nặc ngồi trên giường bệnh cam đoan. Nói đi. Hàn Uy cảm thấy buồn cười. Sau khi xuất viện, em muốn về nhà của mình ở đó. Tô Nặc thật là ngoan ngoãn nói, sau đó rít gào trong lòng. Hay da,
anh nhất định là phải đồng ý đó. Không có được làm ảnh hưởng đến cái chuyện yêu đương của em. Về nhà ở sao? Hàng Uy nghe như vậy thì rất là ngạc nhiên. Không ở danh sao? Thật ra thì cũng không phải. Chỉ là nếu mà đem ra so tránh thì muốn ở với giám đốc hơn mà thôi. Tôi nặng kiếm cớ. Em ở nhà một mình quen rồi. Với lần nữa anh và chị dâu cũng rất là bận rộn mà. Đúng là quá vui trá mà. Thôi được rồi, tùy em. Trước giờ Hàng Uy chưa có bao giờ ép buộc hắn ta. Lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm, thầm khen ngợi trong lòng. Anh hai của mình thật là dễ nói chuyện mà. Đúng là anh hai tốt. Nhưng không có đợi cho hắn ta khen ngợi xong, Hàng Uy đột nhiên lẹp phán thêm một câu. Sau khi xuất viện, anh sẽ giới thiệu một người chăm quen đó. Con mẹ đó. Tô Nặc giật bắn mình. Hay vậy, quen cái gì mà quen chứ. Anh hai à, anh mới như giờ nói cái gì vậy hả? Em cũng đã không còn nhỏ nữa rồi. Vừa lúc anh biết một cô gái rất thích hợp với em. Hàng Uy nói tiếp. Thứ sáu tuần sau thế nào chứ? Hay dạ, không được một chút nào hết cả. Đừng có làm ơn gây thêm sóng gió mà. Tôi đã ai oán. Sao đột nhiên lại nói cái chuyện này chứ? Hay dạ, muốn dọa người cũng lại phải báo trước chứ. Em xem đi, là cô gái này nè. Hàng Uy mở ra một cái tấm hình trong điện thoại di động. Tô Nặc lại càng hoảng loạn hơn. Hắn cảm thấy trên mặt anh hai của mình đang mọc thêm một cái nốt ruồi bà mối. Thậm chí lại còn tưởng tượng ra hình ảnh anh hai mặc váy qua lụa đỏ thẫm, đầu thì đội trăm cài qua mẫu đơn, tựa vào cửa của ngôi nhà bằng trúc, cười tươi như qua mà nói. Vị công tử này có muốn vào trong xem cô nương mới tới của chúng ta không chứ? Làn da trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, trong nhà vừa có xe lại vừa có tiền đó. Gió thổi váy bay lộ ra cả lông chân, kinh dị đến thấy ớn luôn. Tô Nặc nhịn không có được, rung mình một cái. Nè, còn cái người ta đâu có khó coi như vậy chứ. Hàng Uy buồn bực. Trong 3 năm tới em không muốn yêu đương đâu. Tô Nặc giơ lên 5 ngón tay. Rốt cuộc là 3 hay là 5 chứ? Hàng Uy dở khóc dở cười. Nói tóm lại em không cần bạn gái. Tô Nặc nghiêm túc từ chối. Hay dạ, em chỉ cần bạn trai thôi. Với lại hơn nữa em đã có bạn trai rồi. Bạn trai vừa dịu dàng vừa anh tuấn nữa là đằng khác đó. Dù sao thì bây giờ em cũng là chưa có bạn gái. Gặp một lần cũng chẳng mất mát gì mà. Hàng Uy bám riết không tha. Em không muốn gặp đâu. Tô Nặc rít gào trong lòng. Hay nha, sao anh biết là không mất gì chứ? Chắc chắn là sẽ mất đó. Nếu như mà để cho giám đốc của em biết đó hả, anh ấy nhất định sẽ nổi giận. Nổi giận là một chuyện rất đáng sợ, anh có biết không? Vậy em thích lựa con gái nào chứ? Anh tìm giúp cho em. Hàng Uy rất là kiên trì. Tô Nặc khóc thầm ở trong lòng. Đây có phải là anh hai lạnh lùng âm hiểm ít lời của mình không chứ? Tại sao bây giờ cứ tựa như bị nguyệt lão nhập thể vậy hả? Anh còn mở sòng bạc làm cái gì đây nữa? Đi mở trung tâm môi giới hôn nhân cho rồi đi. Thuận tiện có thể đặt cho mình cái nghệ danh bà mối Uy. Cái tên nghe rất là đậm chất phương Tây. Cái tên này nghe hơi là thâm. Hồng Tuyến Cơ Uy. Hồng Tuyến là tơ hồng, cơ là từ để gọi người con gái, Uy là tên của ông anh Hoàng Uy. Ông anh kia đang định làm bà mai cho em của mình, suy ra là bà mối Uy. Nhưng mà trong cái từ ngữ này đọc là gì chứ? Là chi quay. GV đó, đậm chất phương Tây là như vậy. Ngẩn ra đó làm gì chứ? Hàng Uy vô mặt của hắn ta. Anh đang hỏi em, em thích dạng con gái nào? Em thích dạng mạnh mẽ một chút đó. Tôi là thật bình tĩnh mà nói. Tốt nhất là phải có thật nhiều lông chân. Hàng Uy cảm thấy vô cùng phức tạp. Mắt thẩm mỹ của em trai mình đã bị hư rồi à? 2 điểm này không thể là không có đó.
Tô Nặc ngã xuống giường phơi bụng. Lòng ngực thì tùy duyên, không bắt buộc. Hàng Uy giờ không giờ cười. Chỉ có em đây mới dám dùng cái cách này để đuổi anh thôi. Em thực sự là không muốn tìm bạn gái mà. Tô Nặc chui vào trong chăn. Với hơn nữa, con gái đều là phải cần được chăm sóc này nọ, em không làm được đâu. Hàng Uy nghe như vậy thì im lặng. Thật ra thì hắn ta tin tưởng cái điều này. Vài năm trước, lúc mà hắn ta chưa kết hôn, hai anh em vẫn còn ở căn nhà cũ. Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, gió rét mang theo bông tuyết mịt mù, thổi trúng mặt sẽ rất là đau. Trùng hợp là lúc đó có rất nhiều việc cần phải ra bên ngoài thường xuyên. Vì vậy, một hôm Hàng Uy bị sốt, tài xế phải lái xe đưa hắn ta trở về nhà. Tô Nặc ngoan ngoãn đợi anh hai của mình lên trên giường, nấu một chén cháo cho hắn ta, sau đó ngồi im không biết làm gì cả. Hàng Uy uể oải mà nói: em đi chơi đi, anh ngủ một lát là ổn thôi. Nè, vậy em sang phòng cách vách đó, không làm phiền anh nữa. Anh có cần gì thì cứ gọi em. Tô Nặc trước là biết điều, sau đó chạy vào trong phòng cách vách, tựa lên trên bàn ngủ khò khò. Hàng Uy mệt mỏi nằm ở trên giường, sốt đến choáng váng mặt mày, rất là muốn uống một ly nước. Nhưng mà ai ngờ cứ mấy tiếng cũng không có nghe thấy em trai của mình phản ứng. Kết quả hắn ta đau khổ hôn mê bất tỉnh luôn. Lúc ấy vì giúp việc xin nghỉ, vì vậy Hoàng Uy đã bất tỉnh đến khi mà tự tỉnh lại. Càng tệ hơn là sau khi mà hắn ta tỉnh lại, Tô Nặc vẫn cứ đang ngủ, hơn nữa lại còn ngủ đến cảm lạnh, nằm ở trên giường mê man suốt tận 3 ngày. Chuyện này đã trở thành lịch sử đen tối mãi không phai. Nè, anh đó, đừng có ép em tìm bạn gái nữa mà. Tô Nặc nghiêm túc nói: em muốn lấy sự nghiệp làm trọng đó. Những cái lời này đúng là vừa dối trá nhưng cũng vừa đậm chất đàn ông. Hàng Uy đành phải bó tay. Sau khi tiễn bước anh trai của mình, Tô Nặc sung sướng gọi điện thoại cho Âu Dương Long, muốn báo cáo sự thật tuyệt vời mình sắp được ở chung với hắn ta. Xin chào tương lai tươi sáng. Nặc Nặc à? Đế An đại cư bước vào. Ủa nè, sao anh không đi tham gia tiệc cảm ơn của Tinh Phong đi? Tô Nặc buồn bực hỏi. Đã đổi ngày rồi. Đế An đặt cái hộp điểm tâm ngọt ở trong tay lên trên bàn. Hôm qua nhận được thông báo, vậy là tuần sau cậu xuất diễn. Ờ, từ sao chứ? Tô Nặc vừa cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lại vừa cảm thấy khoái chí. Nếu như mình nhớ không lầm, cái hoạt động kia còn mời cả Khâu Tử Ngạn và Dạ Phong Vũ. Bây giờ lại vì mình mà đổi ngày, đúng là nể mặt của mình quá xá rồi. Xin chú thích: thụ sủng nhược kinh, được sủng mà sợ hãi. Thật sự nhìn không được, muốn cười lớn lên 3 tiếng. Dĩ nhiên là thật rồi, bởi vì Khâu Tử Ngạn cũng xin phép đó, nói là trong nhà có việc gấp. Đế An thở dài. Hay da, chắc do nghe nói hai người được xin phép cho nên Dạ Phong Vũ cũng là nói mình bị cảm, không thể nào mà tham gia hoạt động được. Ba khách quý quan trọng đều vắng mặt thì còn tổ chức cái lễ kỷ niệm 1 năm như thế nào đây chứ. Cũng không có thể nào thả một đống ngôi sao hạng 2, hạng 3 vô đó ngồi cho có lệ. Vì vậy đành phải dời lại. Nè, Khâu Tử Ngạn cũng xin phép luôn hay sao chứ? Tô Nặc nghe như vậy thì giật mình. Nhất định là hắn ta muốn tỏ ra sang chảnh hơn cậu rồi. Đế An dựa theo lệ thường bổ sung nửa câu sau giúp cho Tô Nặc. Ai ngờ nghe Tô Nặc nghiêm mặt nói: Nè, có khi hắn ta thực sự có việc đó, anh không thể nào mà hẹp hò như vậy được. Đế An lập tức rơi lệ. Tôi đây chỉ là học theo cái cách nói chuyện của cậu thôi mà. Hồi đó ngày nào cũng vẽ bậy bạ lên trên mặt của Khâu Tử Ngạn ở trên bìa tạp chí, mà lại còn dám bảo tôi đây hẹp hò sao chứ. Có dối trá cũng là phải chừa cho người ta dối trá phải chứ. Đúng rồi, lần này sau khi mà xuất diện, có thể tôi sẽ không ở nhà thường xuyên đó. Tô Nặc vừa ăn điểm tâm ngọt lại vừa nói: Nè, vậy cậu ở đâu chứ? Đế An buồn bực: Về nhà hai của tôi. Tô Nặc nghiêm túc nói: người nhà và người đại diện không có tiếp xúc nhiều, cũng có cái chỗ tốt của nó, có thể nói dối với cả hai bên, đúng là rất tiện lợi mà.
Cũng được thôi. Nè, vậy cậu cho tôi địa chỉ đi, mai mốt tôi sẽ tới đón cậu. Đề An nói. Không cần đâu. Tô Nặc lắc đầu, dĩ nhiên là không cần rồi. Để anh đi đón chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay. Vì thế hắn ta thừa lịch thành khẩn mà nói. Tôi tự lấy xe là được rồi. Nè, vậy có cần tài xế cho cậu không chứ? Để An tiếp tục hỏi. Thực ra thì lúc trước công ty cũng có đề nghị này, nhưng do Tô Nặc thường xuyên ăn ở trong xe, vì để che giấu bản chất ăn hàng của mình nên mới không có thuê tài xế. Tô Nặc vẫn cứ kiên trì mà từ chối, bại lộ ra bản chất ăn hàng chỉ là thứ yếu mà thôi. Lỡ mà tìm trúng một tài xế vừa đánh nhau vừa chọc xã hội đen như Đường Tiểu Ngữ thì sẽ rất phiền phức. Nhưng trong lòng của Khâu Tử Ngạn, Đường Tiểu Ngữ hiển nhiên không có phiền phức một chút nào cả. Anh họ, canh gà đến rồi. Mạch Kha cầm lấy cái hộp giữ nhiệt gõ cửa, sau đó rất là biết điều chủ động tạm biệt. Tuy rằng Khâu Tử Ngạn không nói rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà chỉ cần nghe vì chăm sóc cho Đường Tiểu Ngữ nên không thể đi làm là đã hiểu ra cái vấn đề rồi. Là một người đại diện rất hiểu tính tình của Khâu tiên sinh, Mạch Kha hiển nhiên sẽ không có hỏi nhiều. Ăn chút gì đi. Khâu Tử Ngạn ngồi xuống bên giường. Xin lỗi nha. Đường Tiểu Ngữ cúi đầu nói lời xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Khâu Tử Ngạn lơ đãng nói, giúp cho cậu ta chỉnh gối dựa. Đường Tiểu Ngữ cảm thấy lại càng thêm áy náy. Thực ra thì tôi không sao đâu, không cần phải để đến tôi. Mình là tài xế, dĩ nhiên biết rõ lịch công tác của anh ấy. Dựa theo cái kế hoạch ban đầu, hôm nay anh ấy có hai hoạt động phải tham gia, chứ không có phải là ngồi ở đây để chăm sóc cho mình. Tôi biết cậu không sao. Khâu Tử Ngạn đút cho cậu ta ăn. Nếu không tôi đâu có cho phép cậu bỏ nằm viện chứ. Tôi thực tình là không nghĩ sẽ gặp lại mấy người đó trong bệnh viện mà. Đường Tiểu Ngữ cố gắng lấy can đảm mà nói. Có chịu nói ra cho tôi nghe không? Khâu Tử Ngạn giúp cho Đường Tiểu Ngữ lau miệng. Từ lúc mà cậu ta bị bọn kia đánh cho đến tận bây giờ, mình chưa có hỏi câu nào là vì muốn đợi cậu ta chủ động mở miệng. Được. Đường Tiểu Ngữ gật gật đầu. Khâu Tử Ngạn để cái chén cơm xuống, nắm hai tay của cậu ta. Cậu nói cái gì tôi cũng sẽ tin. Vì vậy đừng có gạt tôi. Người đàn ông vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, thức lãng mạn làm sao. Độ ấm trong lòng bàn tay truyền cho nhau. Trong phòng có cái mùi thơm của thức ăn, bầu không khí vừa ấm áp lại vừa bình dị. Lúc tôi còn rất nhỏ đã mất ba rồi. Mẹ tái giá. Bố chị thì thường xuyên đánh tôi. Giọng nói của Đường Tiểu Ngữ rất là bình tĩnh, giống như đang kể về câu chuyện của người khác. Lúc tôi còn học cấp 2, mẹ bị bệnh qua đời. Bố dự hiển nhiên sẽ không nhận nuôi tôi. Tôi đành phải bỏ học, ra đời lăn lộn, quen biết với người xấu. Cũng đã học được cách đánh bạc. Những người đó đánh cậu vì cậu nợ nần sao? Khâu Tử Ngạn đoán. Tôi không có thiếu tiền ai hết mà. Đường Tiểu Ngữ nói đúng ra sự thật. Cậu rất là thông minh, cũng không có tham tiền, nên rất ít khi nào bị dụ dỗ. Trước khi làm tài xế cho tôi thì cậu làm cái gì chứ? Khâu Tử Ngạn nhẹ giọng hỏi. Hắn ta không có sợ Đường Tiểu Ngữ mắc nợ, cũng là không có sợ cậu ta có quan hệ với xã hội đen, chỉ sợ cậu ta dính vào trong thuốc phiện. Lúc trước chú Đường chỉ nói mọi người trong nhà đều ít học, hy vọng rằng mình có thể dạy dỗ cậu ta, nhưng rồi lại không có nói rõ rốt cuộc là phải dạy dỗ cậu nhóc này không noi gương tốt này như thế nào. Chẳng làm gì đàng hoàng cả, chỉ giúp cho người ta bắt gian ở trong sòng bạc, đủ nuôi sống bản thân thôi. Đường Tiểu Ngữ cúi đầu. Sau này chú Đường nói muốn giới thiệu công việc cho tôi làm,
cho nên tôi đã tới đây. Khâu Tư Ngạn thở dài. Hey, tôi nói rồi, tôi không muốn cậu gạt tôi. Tôi không có nói dối mà. Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn ta. Lúc trước chú Đường nói chú ấy đã giới thiệu cho cậu rất nhiều công việc, nhưng mà cậu đây không nhận. Làm tài xế cho tôi không có phải là sự lựa chọn tốt nhất ở trong số đó. Sao cậu lại đồng ý chứ? Khâu Tử Ngạn nhíu mày. Đường Tiểu Ngữ á khẩu không trả lời được. Nếu cậu chịu nói tiếp, tôi sẽ tiếp tục nghe. Khâu Tử Ngạn rất là kiên nhẫn. Bởi vì tôi đắc tội với một người, người đó rất là có tiếng. Tuy rằng thanh âm của Đường Tiểu Ngữ rất nhỏ, nhưng mà Khâu Tử Ngạn vẫn nghe được. Cậu đắc tội với ai chứ? Câu trả lời của Đường Tiểu Ngữ y như dự đoán. Hàn Uy. Hàn Uy sao? Khâu Tử Ngạn nhíu mày. Sao cậu lại đắc tội với hắn ta chứ? Một cậu nhóc vừa mới bước ra đời, bất kể là xét theo thời gian, địa vị hoặc là bối cảnh, cũng không có khả năng quen biết người như là Hàn Uy. Anh biết ta hay sao chứ? Đường Tiểu Ngữ kinh ngạc. Do giải trí hỗn tạp, thỉnh thoảng cũng nghe nói một vài chuyện. Khâu Tử Ngạn hỏi, cậu với hắn ta xảy ra xung đột gì chứ? Cũng không có hẳn là xung đột đâu. Lúc anh hàng tìm tôi bắt cái bọn gian lận kia, hai lần đầu chúng tôi hợp tác với nhau rất là tốt, sau đó đã xảy ra chuyện. Nhắc tới cái chuyện này, tâm tình của Đường Tiểu Ngữ hơi chùng xuống. Xảy ra chuyện gì? Khâu Tử Ngạn hỏi. Tôi cố ý thả một tên đi. Đường Tiểu Ngữ nhìn hắn ta. Sau đó bị hàng phát hiện ra, anh ta tìm tôi khắp nơi, bắt tôi trong bệnh viện cũng chính là những người đó. Nhưng mà có điều, không biết tại sao nửa đường bọn họ lại đột nhiên thả tôi ra đó. Thường thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng, tuyệt đối không có chỉ là đánh một trận rồi bỏ qua. Trừ lần đó ra, cậu có còn gây thêm phiền toái nào nữa không chứ? Khâu Tử Ngạn hỏi. Đường Tiểu Ngữ lắc đầu. Không có. Khâu Tử Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Không có là tốt rồi. Về cái phần chuyện này, cứ giao cho thầy giải quyết đi. Anh sao? Đường Tiểu Ngữ giật mình. Nhưng mà anh đâu có quen biết danh hạng chứ? Tôi không quen. Khâu Tử Ngạn xoa xoa đầu cô ta. Nhưng mà có thể thử một lần đó. Nè, anh không có cần là phải nhúng tay vào công việc này đâu, tôi tự giải quyết là được rồi. Đường Tiểu Ngữ không có muốn cho hắn ta dính thêm rắc rối nào nữa. Tôi đã nói rồi, giới giải trí này phức tạp lắm đó, giống chẳng sạch sẽ gì đâu. Khâu Tử Ngạn cười cười. Tôi có chừng mực, đừng lo. Nhưng mà sao mà có nhiều nhưng mà như vậy chứ? Khâu Tử Ngạn cắt lời của cô ta. Cố gắng dưỡng thương đi, sức khỏe quan trọng hơn. Anh không có cần phải đối xử tốt với tôi như vậy mà. Đường Tiểu Ngữ cảm thấy khó xử. Tôi muốn sau này cậu sẽ sống thật là vui vẻ. Giọng nói của Khâu Tử Ngạn rất ôn hòa. Không muốn đi học nữa cũng không sao, tôi không ép buộc cậu. Nhưng có một điều kiện, phải dẹp hết những cái chuyện lúc trước. Từ giờ trở đi không được phép dính vào bài bạc nữa, được chứ? Đường Tiểu Ngữ gật gật đầu, cái mũi có một chút ê ẩm. Thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Khâu Tử Ngạn đợi cậu ta nằm xuống. Cứ giao chuyện còn lại cho tôi. Đường Tiểu Ngữ nắm lấy tay của hắn ta, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khâu Tử Ngạn chờ đến khi mà cậu ta ngủ mới thật nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó ra phòng khách gọi điện thoại. Hàn Uy sao chứ? Mạch Kha kinh ngạc. Sao đột nhiên anh lại hỏi cái người này? Nếu không có gì bất ngờ,
anh muốn gặp hắn ta càng sớm càng tốt đó. Khâu Tử Ngạn đứng ở trước cửa sổ, giải quyết một chuyện rắc rối. Nhưng mà gần đây, Hàng Uy không có tâm tình để mà gặp Khâu tiên sinh, bởi vì hắn ta vừa nghe được một tin tức từ Đế An. Cái gì mà tôi muốn về nhà chung với anh hai đó? Nè, là do chính miệng của Đạt Đạt nói đó, sau khi mà xuất viện muốn về ở với anh đó. Đế An buồn bực, chẳng lẽ cậu ta vẫn là chưa nói với anh hay sao chứ? Ách nè, có khi là muốn cho anh một bất ngờ thì phải. Chắc là vậy rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ tự đi hỏi nó. Hàng Uy cười cười, rất cảm ơn cậu. Đừng khách sáo mà. Đại khái do khí thế xã hội đen ở trên người của Hàng Uy quá là mạnh, Đế An luôn có cái thái độ cung kính đối với hắn ta. Sau khi cúp điện thoại, Hàng Uy đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài đến thất thần. Từ nhỏ cho đến lớn, đây chính là cái lần đầu tiên em trai của mình nói dối mình. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, một phần ghi chép thông tin điện thoại của Tô Nặc được đặt ở trước mặt của Hàng Uy. Sau đó anh hay lập tức phát hiện ra tình hình của em trai mình sao chứ? Tiếp theo rồi sẽ tàn nhẫn bắt cóc cái ngày giám đốc sao? Hay nhờ, làm gì có chuyện đó chứ. Năng lực phản trinh sát của Tô Nặc rất là mạnh. Từ sau khi mà xác định quan hệ đối với ngài giám đốc, hắn đã đổi một số điện thoại chỉ có hai người biết mà thôi. Vì thế Hàn Uy cũng không có tra ra, đúng là quá mất mặt mà. Vì vậy biểu tình ở trên mặt của người làm anh càng lúc lại càng đen, phải nói là chẳng có khác gì là Voldemort. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình. Gần đây Tô Nặc thật sự rất là kỳ quái. Về cái phần kỳ quái ở chỗ nào, Tô Nặc càng muốn giấu, Hàn Uy lại càng muốn điều tra ra. Tô Nặc hoàn toàn không biết rằng mình sắp bị bại lộ. Hắn ta còn đang đắm chìm ở trong cảm giác sung sướng khó mà kiềm chế. Yêu đương vụng trộm đúng là rất tuyệt vời mà. Khó trách ngày xưa lại có nhiều thư sinh tiểu thư lén trèo qua tú lâu đến như vậy. Bởi vì gặp gỡ tình nhân thật sự rất là thú vị. Xin chú thích, tú lâu là một cái nhà lầu, các cô gái trong sáng chưa có lấy chồng sẽ vào trong đấy theo thùa. Hình như là vậy đó. Trong lòng mong chờ, thời gian cũng bay nhanh, đảo mắt đã đến cái ngày Tô Nặc xuất viện. Tô Nặc là nghệ sĩ nổi tiếng, quản lý công ty sẽ không có bỏ qua cơ hội lăn xê tốt như thế này. Bất quá không có thể nào mà giống trống khua chiêng mở hộp báo phóng viên, bởi vì Tô Nặc là bông hoa cao quý, không ăn khói lửa nhân gian, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng phải trông thật là yếu đuối. Đừng có nói té khỏi sân khấu, cho dù là đi đường trượt chân một cái thôi cũng không có thể nào mà hồi phục nhanh đến như vậy được. Vì thế quản lý công ty đã hao hết tâm tư viết một bài diễn văn cho Tô Nặc. Cảm ơn fan vẫn luôn quan tâm và động viên mình trong lúc mình bị thương, vừa sâu sắc vừa cảm động lại vừa vô cùng có khí chất. Tôi không thuộc nổi đâu. Tô Nặc ngồi trên giường bệnh lo lắng, sao mà dài quá như vậy chứ? Nè, không có cần là phải học thuộc đâu, đến lúc đó sẽ có người nhắc tuồng. Đế An dặn dò đội ngũ hóa trang. Phải làm sao cho sắc mặt và môi của cậu ta tái nhợt đi một chút. Tóc thì không được phép quá gọn gàng, nhưng mà cũng không có thể nào giống với ổ gà. Quần áo bệnh nhân cũng phải rộng một chút, để có thể làm nổi bật xương quai xanh gầy yếu. Nếu tóm lại, phải khiến cho người ta liếc mắt một cái thôi liền cảm thấy đau lòng, liếc mắt một cái liền có xúc động dẫn về nhà để chăm sóc. Thành ra bây giờ tôi đã rất muốn dắt cậu ta về nhà chăm sóc luôn rồi nè. Cái tím nhiếp ảnh gia tràn đầy tình cảm, gần như là sắp trào nước mắt. Tôi đã tựa tiếu phi tiếu, rất là muốn phun sạch nước ra. Hay nha, tôi còn chưa có chết mà, bà có cái quỷ quá gì chứ. Nửa tiếng sau, quá trình tạo hình người đẹp bị bệnh của Tô Nặc kết thúc. Hắn ta ngồi trên giường quay một video cho các fan của mình. Quần áo bệnh nhân trộm thùng thình làm nổi bật lên cái dáng người gầy yếu. Ánh mắt trong sáng và ngũ quan xinh đẹp thật sự rất động lòng người. Sau khi chỉnh sửa xong, đội ngũ chế tác liền up video lên trên mạng, lập tức chiếm đầu đề của các trang web giải trí lớn. Cái tiêu đề Người mẫu Tô Nặc lộ diện sau sự cố ngã sân khấu, cảm ơn các fan đã ủng hộ, thật sự rất là chất lượng. Sau khi xem xong,
các fan đều comment bày tỏ trái tim của tôi đầy tan nát. Hay dạ, nè, nặng nặng của chúng tôi đúng là quá xinh đẹp mà, vậy là quá hiền lành. Chúng tôi đã rất đau lòng đó. Xếp hàng nắm tay cậu an ủi. Nè, nhất định là phải nghỉ ngơi cho thật tốt đó. Bất kể bao lâu, chúng tôi này cũng sẽ trở về. Thật sự rất cảm động đó. Tô Nặc nhìn comment ở trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Nhưng ngại quy định của công ty, hắn ta không có thể nào mà vào nick chính lăn lộn nói lời cảm ơn. Thậm chí cũng là không có thể nào mà nói cho các fan thực ra mình đã hoàn toàn bình phục. Đành phải áy náy mà tắt trang đi. Ngồi ở ghế phó lái, im lặng gửi ánh mắt oán niệm cho Jackson. Thật sự không muốn về nhà của nó ở hay sao chứ? Hàng Uy vừa lái xe lại vừa hỏi. Dạ, em về nhà của mình sẽ tốt hơn đó. Tô Nặc hoàng hồn lại. Vết thương đã ổn rồi. Tuy rằng chân của em đã bình phục, nhưng mà cũng phải chú ý nghỉ ngơi thật là nhiều đó. Hàng Uy dặn dò. Tốt nhất phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa. Nè, tuần sau em cũng có hoạt động phải tham gia đó. Tô Nặc xem lịch trình hoạt động ở trong điện thoại. Tuần sau sao? Hàng Uy nhíu mày. Phải, nhưng mà không sao cả. Tô Nặc tắt điện thoại, ăn đồ ăn vặt ở trong xe của Hàng Uy. Hàng Uy không nói gì thêm, lái xe đưa em trai của mình trở về nhà. Sau đó ra ban công gọi điện thoại cho Jackson. Nội dung đại khái là: em trai của ông đang biểu diễn tái gãy xương không? Ông còn chưa tính với chúng mày đó. Bây giờ nó mới có vừa bình phục thôi, liền bắt nó đi dự hoạt động. Nè, có phải muốn đánh nhau không chứ? Đúng là ngầu quá Hastam ạ. Nè, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, tham dự hoạt động lần này sẽ không có ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ta đâu. Alo. Jackson còn chưa có hết câu, Hàng Uy đã cúp điện thoại, cực kỳ không nể mặt. Bên chủ hoạt động đã đổi ngày vì cậu ta rồi, nếu mà vẫn không đi thì biết ăn nói như thế nào với người ta đây chứ. Hay dạ. Jackson gào thét ở trong tiếng tút tút tút. Sau đó bất đắc dĩ bấm điện thoại gọi cho Tô Nặc. Nè, tôi không có cần là phải tham gia hoạt động của Tinh Phong sao chứ? Tô Nặc ngồi trên giường cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tại sao chứ? Tại vì công ty lo lắng thân thể của cậu vẫn chưa có hoàn toàn bình phục, cần là phải nghỉ ngơi nhiều đó. Jackson vô chá. Lần này tôi đã sắp xếp khâu tử ngàn và dạ phong vũ đi là được rồi. Hay dạ, vậy sao mà được chứ? Tôi đã sốt ruột. Tôi lại còn chưa có bộc lộ ra cái vẻ xuất sắc hơn cái tên cơ bụng kia mà. Vì thế hắn ta kiên quyết nói. Tôi không sao đâu, có thể tham dự hoạt động mà. Hay dạ, tôi cũng biết là cậu không sao. Vấn đề là cái thằng anh cuồng bạo lực của cậu đó. Jackson thở dài. Công ty vẫn là chưa có công bố chân của cậu đã hồi phục. Bây giờ chính là không thích hợp đi tham dự hoạt động. Tôi ngồi xe lăn cũng được mà. Hay nha, nếu như ngồi xe lăn còn có thể đoạt được cái sự chú ý, đúng là nhất cư lượng tiện, một hòn đá ném hai con chim. Jackson dở khóc dở cười. Nè, đây chính là yêu cầu của công ty đó. Cậu cứ việc nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạm biệt nha. Hay nha, tạm biệt cái bóc xì đó. Tô Nặc trợn mắt há mồm. Rõ ràng là trước đó đã bàn bạc kỹ với nhau rồi mà, bây giờ lại nói chỉ cần khâu tử ngàn và dạ phong vũ sao chứ? Còn mình thì bị đá giang sang một cách tàn nhẫn vô tình. Chuyện này giống là không khoa học, bực mình quá đi mất mà. Em sao vậy chứ? Hàng Uy bưng một cái ly nước vào, bị cái vẻ mặt của hắn ta làm cho giật mình. Ông chủ đã quỷ bỏ hoạt động tuần sau của em luôn rồi, tức chết đi mà. Tô Nặc tức giận nói. Hàng Uy giả bộ kinh ngạc. Thật sao? Rất là có phong cách của phái hành động. Đúng vậy đó. Tô Nặc thật sự đã giận rồi. Không tham gia càng tốt, ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. Hàng Uy đưa thuốc cho hắn ta. Tô Nặc tức giận ném thuốc vào trong miệng của mình nhai can két. Đúng là nam tính không thể nào tả nổi. Hàng Uy bưng cái ly nước đứng cứng ngắc tại chỗ. Má, đắng quá đi. Tô Nặc rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, nhổ hết thuốc ra. Hàng Uy dở khóc dở cười, đưa nước cho hắn ta súc miệng. Sầm ngốc quá vậy chứ.
ai biểu dám từ tiền quỹ mất công việc của người ta chứ. Tô Nặc vô cùng mất hứng. Em muốn đi đến như vậy sao? Hàng Uy xoa xoa đầu em trai của mình. Dĩ nhiên rồi. Tô Nặc dùng sức gật gật đầu. Hàng Uy nhận cái ly nước ở trong tay của hắn ta, xoay người đi vào trong nhà bếp. Sao chứ? Bây giờ anh lại muốn cô ta tham dự hoạt động sao hả? Jackson nổi điên lên. Nè, có phải đang cố tình chơi tôi hay không chứ? Cậu cảm thấy là tôi đang rỗi hơi như vậy sao? Hàng Uy bực mình. Chứ còn gì nữa? Jackson trả lời một cách mỉa mai. Nói tóm lại, cảm ơn cậu rất nhiều. Hàng Uy nói một câu ngắn gọn, sau đó liền cúp điện thoại. Shit, cảm ơn cái con khỉ đó. Tôi đây chính là không có muốn giúp anh một chút nào hết cả. Jackson vô cùng phiền não. Hay vậy, sao mình lại có thể quen cái biết cái tên này chứ? Đúng là thứ dân cùng đụng dịch mà. Hãy